4 cách giữ hoa tươi lâu trong ngày Tết. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, mỗi khi Tết đến xuân về, không khí dọn dẹp và trang trí nhà cửa lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhà nhà đều tô điểm bằng những loại hoa rực rỡ sắc màu để chào đón một năm mới tươi mới và tốt đẹp nhất. Ý nghĩa các loài hoa ngày Tết khác nhau, phù hợp với quan niệm của người chơi loại hoa đó. Nhiều người không chơi hoa Tết được lâu bởi chúng sẽ nhanh chóng bị úa hỏng nếu không biết cách giữ hoa tươi lâu tàn. Mà để hoa tàn trong ngày vào đầu năm mới thì thật không may phải không ạ? Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để giữ hoa tươi lâu nhất? Trong dịp Tết không có nhiều thời gian chăm sóc thì những cách đơn giản nhất luôn được ưu tiên hàng đầu. Trong video ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ mách các bạn những cách đơn giản giữ cho những bông hoa luôn được tươi tắn đón Tết nhé! Cách giữ hoa tươi lâu tàn dành cho tất cả các loại hoa. Đầu tiên, chọn mua hoa tươi. Muốn có bình hoa đẹp, nở đều và tươi lâu, trước hết phải mua hoa còn tươi. Chọn những bông hoa đủ cành lá, cành xanh cứng, không bị dập, lá không héo úa, hoa có màu tươi sáng, cánh hoa khỏe và không nở toét. Ngoài ra, nên xem kỹ vết cắt, nếu vết cũ thâm đen là hoa đã được cắt từ lâu. Thứ hai là ngâm hoa vào nước. Hoa để bên ngoài càng lâu thì càng mau héo, vì vậy nếu mua hoa ở nơi xa nhà nên dùng khăn ẩm bọc hoa lại. Ngoài ra, khi về nhà, nếu quá bận rộn, chưa cắm hoa vào bình trưng ngay thì nên đổ nước ấm vào xô hoặc thau, cho thêm viên thuốc aspirin rồi ngâm hoa vào đó để hoa có thể tươi lâu. Thứ ba, cắt tỉa hoa. Trước khi cắm hoa vào bình, nên cắt bỏ hết những lá héo, dập nát và cả những lá ở dưới sẽ ngập trong nước, để tránh lá bị phân hủy, làm nước bị nhiễm khuẩn, gây mùi hôi và làm cho hoa mau héo. Ngoài ra, khi cắt bớt cành để trang trí, nên để cành hoa trong nước ấm, dùng dao thật bén cắt bớt cành, nhớ là cắt xéo để tăng diện tích tiếp xúc với nước, hoa sẽ hút được nhiều nước hơn và tươi lâu hơn. Thứ tư, lọ cắm sạch. Nên rửa bình hoa thật sạch trước khi cắm hoa hoặc khi thay nước. Cọ rửa kỹ bên trong để bình không còn nhớt hoặc còn xà bông, vì xà bông sẽ làm thay đổi nồng độ pH của nước, làm hoa mau hư. Hòa thêm các chất bảo quản vào nước cắm cũng là cách giúp hoa tươi lâu hơn. Thứ năm, cho thuốc aspirin vào nước cắm hoa. Aspirin là loại thuốc giúp tăng nồng độ axit trong nước. Khi cho thuốc này vào nước cắm hoa sẽ ngấm vào thân hoa, từ đó hoa sẽ tươi lâu hơn. Để cành hoa nhanh ngấm thuốc, bạn nên nghiền nhỏ aspirin trước khi cho vào bình hoa. Thứ sáu, thêm đồng xu vào đáy bình hoa. Nhiều người không tin đây là cách giữ hoa tươi lâu tàn hiệu quả, nhưng thực tế điều này hoàn toàn là có thật. Vì đồng xu là loại kim loại có hoạt động tăng khả năng kháng khuẩn cho cành hoa, vậy nên các cành sẽ tươi lâu hơn và lâu bị hư hỏng hơn. Thứ bảy, thêm nước súc miệng Listerine vào nước cắm hoa. Vi khuẩn trong nước cắm hoa là một trong những nguyên nhân chính khiến hoa nhanh tàn và úa. Bạn có thể giữ hoa tươi lâu hơn bằng cách nhỏ vài giọt nước súc miệng Listerine. Nước này có tác dụng diệt khuẩn tốt hơn, các mảng bám hay mùi hôi của hoa cũng sẽ biến mất. Thứ 8. Bí quyết giữ hoa tươi lâu tàn bằng giấm trắng. Sử dụng giấm trắng được coi là cách giữ hoa tươi lâu tàn đơn giản nhất trong ngày Tết. Nước và giấm sẽ giúp ngăn chặn tình trạng héo úa ở hoa, giúp hoa bền hơn trong ngày Tết. Các bạn nên cho vài giọt giấm vào trong bình hoa trước 15 đến 20 phút rồi cho hoa vào cắm. Thứ 9. Dùng đường để giữ hoa tươi lâu tàn. Thêm một chút đường vào trong bình hoa cũng sẽ giúp hoa tươi lâu hơn, bởi vì đường có vị ngọt giúp quá trình quang hợp ở hoa diễn ra nhanh hơn, từ đó giúp hoa nở đẹp và tươi lâu. Tuy nhiên, mẹo giữ hoa tươi lâu này lại là lý do khiến vi khuẩn xuất hiện, nhưng bạn có thể ứng dụng để hoa tươi lâu và bền trong những ngày Tết. Thứ 10. Trưng hoa nơi thích hợp. Trưng hoa ở nơi thoáng mát nhưng kín gió để hoa không bị mất nước. Ngoài ra, cần tránh trưng hoa gần những nơi quá nóng như TV hay các thiết bị điện tử khác. Và đặc biệt, cần tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào làm cho hoa nhanh héo úa. 11. Chăm sóc hoa. Mỗi buổi sáng chịu khó thay nước bình cắm, buổi tối thì mang ra ngoài sân để hoa hứng những giọt sương mai tinh khiết và thêm sức sống. Mỗi lần thay nước nên cắt cành để hoa hút nước tốt hơn. Khi trong bình có bông hoa nào héo nên lấy ra ngay, nếu không sẽ làm những bông hoa khác bị héo lây. 12. Giữ hoa nở theo ý muốn. Nếu muốn hoa nở nhanh cho kịp trưng trong ngày Tết, đem ngâm hoa với nước ấm trong khoảng vài phút, nước ấm sẽ kích thích hoa mau nở. Ngoài ra, nên thay nước mỗi ngày 2 lần hoặc vẩy nước lên cánh hoa giúp hoa mau nở. Trường hợp hoa bị héo, có thể ngâm trong nước lạnh vài giờ, hoa sẽ tươi trở lại. Các bạn thân mến, mỗi loại hoa lại có một đặc điểm và sự thích nghi với môi trường. Các bạn nên tham khảo chi tiết cách cắm hoa đối với từng loại hoa để giúp hoa tươi và sống được lâu như sau.
Cách giữ hoa tươi lâu tàn đối với một số loại hoa phổ biến. Đầu tiên là hoa hồng. Hoa hồng là loại hoa không thể thiếu được trong mỗi dịp lễ Tết. Có rất nhiều cách cắm hoa hồng đẹp. Các bạn có thể cắm toàn hoa hồng hoặc điểm thêm một vài cành hoa bi trắng. Để hoa hồng tươi lâu, bạn nên tiến hành cắt gốc hồng hàng ngày. Buổi tối, bạn đem hoa ra sương để hoa hít khí trời. Đối với cánh hoa bị úa, bạn nên ngắt bỏ đi để không làm ảnh hưởng đến những cành hoa khác. Ngoài ra, muốn chơi hoa ngày Tết, bạn cần lưu ý thêm các điều sau đây. Không để hoa ở cửa sổ, ban công vì sẽ khiến cánh hoa bị héo úa. Nước cắm hoa phải luôn sạch và phải thay hàng ngày. Thứ hai, hoa mai. Loại hoa này cần rất nhiều nước. Vì vậy, khi cắm nên dùng lọ đựng lớn và cao, chứa được nhiều nước. Trước khi cắm hoa, nên hơ lửa đốt cho gốc hoa cháy sơ sơ, nên bổ sung nước vào bình mỗi ngày. Thứ ba, hoa loa kèn. Để hoa loa kèn tươi lâu, bạn cần chú ý ngay từ khâu cắt gốc. Thân loa kèn rỗng ở trong nên rất dễ bị dập nát. Vì vậy, khi cắt gốc hoa, bạn hãy dùng băng keo quấn sơ dưới gốc hoa để gốc không bị dập. Nếu được chăm sóc tốt, các bạn có thể chơi hoa loa kèn cả tuần. Thứ tư, hoa cẩm chướng. Chọn hoa cẩm chướng để chơi Tết là một lựa chọn sáng suốt bởi đây là một loại hoa khá bền, cách chăm sóc cũng khá đơn giản. Để hoa cẩm chướng tươi lâu, bạn nên cắt gốc và tỉa lá úa thường xuyên. Cách giữ hoa tươi lâu này cũng có thể áp dụng với hoa cúc và những loại hoa khác. Thứ năm, hoa tulip. Nếu chọn hoa tulip để chơi Tết thì bạn nên cắm hoa trong bình thủy tinh. Cách cắm hoa tulip đẹp nhất đó là thả hoa vào bình một cách tự nhiên, sau đó chỉnh sửa một chút. Nếu bạn gái thích màu nền nã thì có thể chọn tulip màu trắng hoặc màu hồng. Còn nếu muốn căn phòng trở nên ấm áp hơn thì hãy chọn màu đỏ, màu cam hoặc màu vàng. Hoa tulip là loại hoa ưa lạnh và có thể kéo dài được từ 5 đến 7 ngày nếu đặt trong phòng lạnh. Để hoa tulip được tươi lâu, khi cắm hoa, các bạn hãy thả vào đó vài cục đá lạnh cùng với 2 muỗng đường. Đá lạnh sẽ giúp tạo môi trường có nhiệt độ thấp, còn đường là chất dinh dưỡng để hoa có thể tồn tại. Mỗi ngày hãy thay nước một lần để giữ hoa được tươi lâu hơn. Thứ 8. Hoa ly. Nên ngâm hoa 5 phút trước khi cắm, sau đó bỏ bớt lá ở phần gốc. Cắm hoa trong lượng nước vừa đủ và thay nước 2 ngày một lần. Bổ sung nước cho cánh hoa bằng cách xịt nước hàng ngày. Thưa quý vị, dâng hoa cúng tổ tiên vào ngày Tết là nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là hành động bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn của gia chủ với các vị thần linh và tổ tiên. Cũng có những người quan niệm dâng hoa cúng còn là dâng lên tổ tiên những điều tốt đẹp, cầu mong những điều may mắn và suôn sẻ. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý những điều đặc biệt khi cắm hoa trên bàn thờ và tránh những sai lầm sau đây. Đầu tiên, đó là không cúng hoa giả, hoa nhựa. Nên chọn hoa tươi dâng cúng tổ tiên vào trong ngày Tết. Không nên mua hoa giả, hoa nhựa, vì quan niệm thời xưa cho rằng những gì không phải đồ thật thì tương đồng với sự giả dối. Dâng hoa cúng tổ tiên là nét đẹp trong phong tục thờ cúng của người Việt, vì vậy tốt hơn hết nên cắm hoa tươi trên bàn thờ. Hành động này biểu hiện tấm lòng thành của con cháu với tổ tiên. Hơn nữa, hoa tươi dù khó chăm sóc hơn nhưng lại đẹp hơn hoa giả rất nhiều. Thứ hai, cắm hoa mà không hiểu ý nghĩa của hoa. Vì là một phong tục mang tính trang nghiêm, việc cắm hoa dâng bàn thờ cũng cần phải được tiến hành cẩn thận, chỉn chu với tất cả tấm lòng thành. Nếu chọn hoa dâng cúng, cần phải hiểu rõ ý nghĩa của loại hoa đó. Ngoài ra, nhiều người cũng gửi gắm vào đó những mong muốn về một cuộc sống sung túc và thuận hòa hơn. Theo phong tục dân gian, người Việt thường chọn những loài hoa tên đẹp và thơm như hoa cúc, hoa hồng, hoa sen, hoa huệ. Vào ngày Tết cũng có thể chọn hoa đào để cắm trên bàn thờ. Thứ ba, một số loài hoa không nên cắm trên bàn thờ. Hoa phong lan. Đây là một loài hoa bền đẹp được nhiều người ưa chuộng vào ngày Tết. Tuy nhiên chỉ nên mua cắm trang trí ngày Tết chứ không nên dâng Phật vì loài hoa này có ý nghĩa không phù hợp để dâng lên bàn thờ. Nó có nhiều màu rực rỡ và chữ phong lại gần nghĩa với chữ phong tình và phóng túng. Hoa đại. Hoa đại nổi tiếng rất thơm và cánh cũng dày đẹp, xuất hiện nhiều ở những ngôi chùa. Tuy nhiên, đây lại là một loài hoa ít xuất hiện trên bàn thờ. Vì theo một sự tích nào, nó liên quan đến chuyện tình yêu trai gái nên cũng không phù hợp để thờ cúng. Hoa lan móng rồng. Tên gọi và cánh hoa giống móng của con rồng đều không đẹp nên không thích hợp để dâng cúng tổ tiên. Hoa nhài. Một loài hoa mang biểu tượng trong sạch, tinh khiết. Nhưng trong dân gian lại có câu hoa nhài cắm bãi. Nên không được đem vào cả lễ Phật, thần thánh và gia tiên. Hoa cúc vạn thọ. Màu sắc của loại hoa này rất tươi và rất bắt mắt, nhưng vì mùi hương của hoa không được thơm nên cũng không nên dâng cúng trên bàn thờ. Thứ tư, những lưu ý khi dâng cúng hoa trên bàn thờ.
nếu chọn hoa cúng lễ Phật, nên chọn hoa có màu vàng hoặc đỏ như hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ, vì đây là hai màu sắc tượng trưng cho nhà Phật. Trên một bàn thờ chỉ nên có nhiều nhất hai bình hoa và chỉ cúng một màu hoa duy nhất. Theo quan niệm dân gian, làm như vậy sẽ tạo sự trang nghiêm hơn cho bàn thờ gia tiên. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, trang trọng, nên khi cắm hoa cũng cần tính đến sự cân đối. Không nên đặt một lọ hoa quá to trên bàn thờ nhỏ, khiến cho các đồ thờ cúng khác đặt trên đó bị che khuất. Bày hoa trên bàn thờ gia tiên ngày Tết, nếu kết hợp quá nhiều loại hoa cùng một lúc, sẽ làm mất đi sự thanh tao, khiến bàn thờ mất thẩm mỹ. Lựa chọn hoa cúng phải thật kỹ lưỡng, không nên chọn những hoa đã nở to, mà chỉ chọn những đóa còn nụ và mới chớm nở. Hy vọng với những thông tin An Tâm Sống Khỏe vừa chia sẻ, bạn sẽ biết cách giữ hoa tươi lâu, chậm tàn để ngôi nhà bạn luôn được tươi tắn, rực rỡ và ngát hương hoa. Chúc quý vị thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.